Bạn Kho đã nắm được con cá sấu thì có các bộ phận nào rồi đúng không nè? Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu thêm về con cá sấu nha. Are you afraid of crocodile? Lời sao con? Câu này mình đã vừa học lúc nãy rồi, bạn Khôi nghe cô đọc và nhớ lại là cô hỏi gì được không nè? Mình đã vừa mới học rồi. Are you afraid of crocodile? Là sao con? Cô có cụm từ afraid of nghĩa là gì bạn Khôi? Con nói lại con đi cô. Mình có cụm từ afraid of nghĩa là gì nhỉ? Right. Afraid of. Vừa học lúc nãy xong nè bạn Khôi ơi. Mấy cái con vật đấy hả cô? Không, cô không hỏi về con vật con ơi. Cô hỏi là cô có cụm từ afraid of nghĩa là gì nhỉ? Là từ trái nghĩa hả cô? Nói về tùy phụ nè cô. Không, cô hỏi con á là từ đó có nghĩa là gì, cô không hỏi là đồng nghĩa hay trái nghĩa. Bạn Khoi nhìn màn hình cô nè, cụm từ này có À, làm sợ đúng rồi, sợ hãi. Thì cô hỏi bạn Khoi là are you afraid of crocodile? Bà Khoa hiểu câu hỏi gì chưa? view nó lắm rồi. Afraid of crocodile. Are you afraid of crocodile cô? Đúng rồi. Câu hỏi của cô là như vậy đó bạn Khoa. I am I Good, I afraid am. Bạn, afraid bây giờ cô hỏi bạn Khoi nhé, là bạn Khoi có sợ cá sấu không? Thì bạn Khoi trả lời giúp cô là bạn Khoi sợ cá. no. Nó, bạn Khoi không sợ, bạn Khoi không sợ cá sấu hả? Không ạ. Ok. Là bà Kho trả lời câu hỏi lại giúp cô đi nè. No, I am not afraid of crocodile. Yeah, very good. Và bạn Kho không sợ cá sấu. Vậy nếu bạn Kho sợ cá sấu thì bạn Kho trả lời sao nhỉ? Yes. Ai? Nếu bạn Khoi sợ cá sấu thì bạn Khoi chỉ cần bỏ giúp cô từ gì? Có phải bỏ giúp cô Là từ? yes Yes, I'm. am Mình không sợ thì mình lại thêm từ am afraid I cry am of. afraid of crocodile. Yes, very good. Và bạn Khôi đã hiểu chưa? Bạn Khôi đã hiểu cách trả lời chưa? Dạ rồi. Hồi nãy cô thấy bạn Khôi còn lúng túng khi mà bạn Khôi định nói là bạn Khôi sợ cá sấu đúng không? Nhưng mà bạn Khôi có vẻ như bạn Khôi chưa biết câu trả lời đúng không? Có phải vậy không bạn Khôi? Dạ. Dạ. Rồi. Nè bạn Khôi đã hiểu hai câu trả lời rồi đúng không nè? Dạ. Thì bây giờ cô sẽ đưa nhiều thông tin hơn về con cá sấu để qua một cái bài đọc. How much
Do you know about crocodile? Là bạn Khói biết bao nhiêu về con cá sấu? Qua một cái đoạn văn, được chưa? Bạn Kho đã thấy đoạn văn cô chưa của cô chưa nè. Dạ rồi ạ. Bây giờ bạn Khoi cùng cô đọc đoạn văn và dịch đoạn văn để mình cùng làm bài tập được không? Dạ được ạ. Đoạn văn ở đoạn văn thứ nhất. Crocodile eat fish, birds, animals, and sometimes they eat people too. They don't eat grass or plants. Bạn Khôi có thể đọc lại giúp cô được không? Sau khi bạn Khôi đã nghe cô đọc rồi. Crocodiles eat fish, birds, Đấy. animals, and sometimes they eat people too. They do not eat grass or Yes, plants. very good. Và bạn Khói dịch giúp cô đoạn văn số 1 nhé. Con cá sấu thì ăn con gì con Rồi. nhỉ? Con cá Cá và nè, con chim. chim, rồi gì nữa nè? Con chim. Một vài con vật. Một vài động vật. Một vài động vật. Một vài động vật. Và thỉnh thoảng thì sao? And sometimes là thỉnh thoảng. Được chưa nè? Dạ. Và thỉnh thoảng thì từ giây ở đây có nghĩa là gì con? Có phải là nó thay thế cho từ crocodile đúng không nè? Và thỉnh thoảng Dạ. nó cũng ăn gì nhỉ? Nó cũng ăn. Nó cũng ăn gì? Cô và bạn Khôi thì mình gọi là con gì nhỉ? Cô và bạn Khôi và tất cả mọi người xung quanh bạn Khôi thì bạn Khôi gọi chung đó là con gì? Con Là người đúng mọi không? người vậy. Đúng rồi. Là con cá sấu thì ăn cá nè, ăn chim nè, ăn động vật nè, và thỉnh thoảng cá sấu thì cũng ăn người nữa. Thì nó rất là nguy hiểm đúng không nè? It Yeah. is dangerous, right? Đúng không bạn Khói? Nó Là rất là sao nguy, cô? dangerous, nguy hiểm. Được chưa nè? Dạ. Nó rất là nguy hiểm. Chúng thì không ăn gì nhỉ? They don't eat. Chúng thì ăn Nhắc không? đến lên hay là glass cô? Thì cô có hai từ đó luôn. Bạn Khoa dịch giúp cô hai từ đó luôn. They don't là chúng không. Eat là ăn. Chúng không ăn gì bạn Khoa? Nói xíu cô, chúng không ăn, chúng không ăn Không ăn cỏ không và không ăn cỏ và thực vật. Không ăn cỏ và thực vật, được chưa nè? Là chúng không ăn cỏ, cũng không ăn cây cối, chúng chỉ ăn thịt thôi con à. Được Dạ. không? Bạn Khoa có thể tưởng tượng ra cá sấu thì nó ăn thịt động vật, được chưa? Được rồi ạ. Bạn Khoa nhớ từ vựng giúp cô nha. Được chưa? Dạ. Câu số 2 nè, cô đọc bạn Khoi nghe cho kỹ và đọc lại giúp cô nha. A crocodile has a long body and mouth and a long tail. A crocodile
has chocolates, but be careful because they can swim and they can run too. À, rock dial has a long body Yes, and very a long chắc crocodile has short legs But but be careful. careful because they can swing and they can run Rồi, bạn coi dịch giúp cô đoạn thứ hai nhé. too. Con cá sấu có một cơ thể Đúng rồi. Một cơ thể thì sao con nhỉ? Cơ thể như thế nào? Có phải là nó rất là dài không? Có phải con đã hình dung được con cá sấu thì nó có một cái cơ thể rất là dài, được chưa nè? rồi ạ. Rồi sao nữa nè? Bạn coi dịch tiếp giúp cô nè. Là cái mũi No. và Cái gì con nhỉ? Mouth. Mouth. cái Cái gì miệng. đây? Cái miệng. Và Và ở cuối con cá sấu thì nó có cái gì nhỉ? cái Cái đuôi như thế nào? đuôi. Cái đuôi con cá sấu thì như thế nào nhỉ? Dài. Đúng rồi, dài. Và bạn coi dịch chút, dịch tiếp nữa nè. Con cá sấu Đúng rồi. có một hàm răng. No. Leg. Leg and foot. Leg and foot. Cái chân và gì nhờ? Leg có phải là cái chân không? Bạn coi mình vừa học vừa lúc nãy nè. Cái bạn coi hãy nhớ lại giúp cô. Con cá sấu thì cái chân nó như thế nào nhờ? Nó trái nghĩa với cái từ lon. Nó thấp nhưng mà nó lại to. Đúng rồi. Thì có phải là con cá sấu nó có một cái thân hình, một cái miệng và một cái đuôi rất là dài đúng không nè? Đúng không bạn coi? Nhưng mà cái chân của nó thì rất là ngắn. Chân của nó rất là lùn, ngắn, được chưa? Rồi bạn coi. But be careful. Cô có một cụm từ, cô có một từ mới là careful. Nhưng cẩn thận. Careful là một tính từ, có nghĩa là cẩn thận. Nhưng hãy cẩn thận. Because nghĩa là gì nhỉ? Đâu có because là bởi vì Đúng rồi, bởi vì sao? Cẩn thận. nó đang bơi, Nó có thể, they can. nó có thể bơi bơi và nó có thể bò Có thể chạy được chưa? Run. run. Có thể chạy, từ run này mình đã học ở bài học trước rồi. Được rồi đúng không? Và bạn Khôi ơi, hôm nay mình có rất là nhiều từ mới, được chưa? Được chưa nè? Rồi ạ. Thì bây giờ cô hỏi lại bạn Khôi nha. Cô, con cá sấu những bộ phận nào? Con biết về con cá sấu. Con cá sấu có những bộ phận nào nè? Thứ nhất là cái gì nhỉ? Mờ.
Bây giờ bạn Khoi thấy cô Hết. chỉ à? Hết. Màu. Ai? Ai. Nó. Nose. Nose là cái này nè con ơi. Nose. No, and Màu. trong máu là có gì nhỉ? Răng. Răng thì là gì? Chì. Thì Chì. và con cá sấu có những bộ phận nào nữa nhỉ? Chất. Có gì Chết. bộ leg. Lẹt. Leg là cái chân, được chưa nè? Và dưới cái chân thì mình có gì? Good. Foot, very good. And một cái gì rất dài nhỉ? A long. A long gì nhỉ? Mình coi ráng nhớ lại giúp cô nè. A long. Cái đuôi. Cái đuôi đúng rồi. Nhưng mà cô có từ cái đuôi là gì nhỉ? Cái đuôi. Là Đợi xíu cô. bạn thôi đã thấy, cô chưa? Cái đuôi là Bạn Khoa đã thấy trong bức ảnh số 4 chưa? Cô đã ghi sẵn rồi, bạn Khoa chỉ cần đọc lại giúp cô thôi nhớ rồi nha. nè. Cái đuôi là Bắt. gì nè? Tail. Tail. Nhớ chưa? Cái đuôi là tail. Tail. Và cuối cùng thì con cá sấu thì đẻ gì ta? Egg. Con cá sấu thì đẻ Egg. very good. Và hôm nay thì mình học tới bao nhiêu thôi? Hôm nay có rất là nhiều từ vựng cho bạn Khôi về học từ mới nè. Và goodbye Khôi, see you in the next lesson. Con chào cô. Tạm biệt bạn Khôi.